Như đã nói từ tuần trước là bây giờ chúng ta sẽ bước qua 6 cái đặc tính của chúng sanh. Theo như trong kinh điển thì cho dù mình sanh ra vào bất kỳ một cái người như thế nào đi chăng nữa thì đều không tránh khỏi 6 cái đặc tính này, hay còn gọi là 6 cơ tánh của chúng sanh. 6 cơ tánh đó là gì? Tham, sân, si, tầm, tính, trí. Tùy theo chúng ta thuộc vào cái cơ tánh nào á mà chúng ta sẽ có cái cách để mà tu tập nó khác nhau, và tùy theo chúng ta thuộc cơ tánh nào mà chúng ta có cái hoàn cảnh để nó phù hợp cho cái điều kiện của mỗi người. Thì thế nào là cơ tánh tham? Cơ tánh tham ấy, đó là những người sống nhiều bằng cái tâm tham. Có nghĩa là sao? Họ thích cái này, thích cái kia nhiều, đa phần là như vậy. Hoặc là họ thường xuyên tìm một cái thú vui nào đó để mà họ thỏa mãn cái lối sống của mình. Thú vui đó bất kể là sang hay hèn, đó có thể là một cái thú vui sưu tập tem, có thể là một cái thú vui ăn uống, có thể là một thú vui đi mua sắm. Toàn bộ những cái nhu cầu á mà gọi là thỏa mãn những cái lạc thú giác quan thì chúng ta gọi đó là những người thuộc cơ tánh tham. Và còn tùy thuộc vào cái người cơ tánh tham này đó, họ có trí tuệ hay không mà họ sẽ có những biểu hiện cao thấp khác nhau. Cái người thuộc cơ tánh tham mà họ ít trí tuệ đó thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để họ thỏa mãn cái lạc thú giác quan của họ mà họ không cần biết đó là thiện hay ác, tốt hay xấu. Đó là cái hạng rất là thấp, bởi vì họ chỉ cần thỏa mãn chính họ thôi. Họ có thể làm bất kỳ một cái điều gì, miễn làm sao điều đó mang lại lợi ích cho họ. Ví dụ như một người thích tiền chẳng hạn, họ có thể làm ăn bất kỳ một cái ngành nghề nào, cho dù nó là chánh đáng hoặc là không chánh đáng, có phạm pháp hay không phạm pháp, họ đều có thể làm, miễn làm sao nó mang lại tiền cho họ thì họ có thể làm. Hoặc là một người, ví dụ như một cô gái tham nhiều mà không có trí tuệ đó, cô hoàn toàn có thể là vì một cái giỏ sách mà cô thích, hoàn toàn có thể là vì một cái xe mà cô thích, hoàn toàn có thể là vì một cái điện thoại mà cô thích, mà cô có thể bán rẻ tất cả mọi thứ xung quanh, ngay cả chính bản thân cô. Cho nên đó là cái người mà cơ tánh tham mà thiếu trí tuệ. Người cơ tánh tham mà có trí tuệ là sao? Là họ sẽ tìm những cách nào đó để mà họ được càng nhiều càng tốt. Ví dụ như trong cuộc sống, người có trí tuệ họ cũng yêu tiền đó, nhưng họ sẽ tìm cách làm ăn mua bán làm sao để họ kiếm được nhiều tiền nhất. Nhưng mà họ sẽ phát hiện ra là cái việc mà mình kiếm tiền do đâu mình có tiền là mình nhờ có phước. Cho nên cái người mà tham nhiều mà có trí đó thì họ sẽ tìm cách để họ tạo nhiều công đức, bởi vì họ biết cái công đức đó là một cái dạng đầu tư, và họ sẽ cố gắng họ đầu tư để họ có nhiều công đức, và từ cái công đức đó họ sẽ có cái khả năng thỏa mãn cái nhu cầu của họ. Ví dụ như trường hợp ngài Nanda là em cùng cha khác mẹ với Bồ Tát, khi mà đám cưới đó Đức Phật có tới dự. Khi Đức Phật đi thì Đức Phật để cái bát cho ngài Nanda, ngài ôm. Quý vị biết là chú rể mà trong cái ngày cưới mà mến Đức Phật quá đi, cho nên là nghĩ là Đức Phật ra tới cửa thì Đức Phật sẽ cầm lại bát và mình tiếp tục mình về với cô dâu. Nhưng mà ai dè đâu Đức Phật đi luôn, đi thẳng một mạch. Và ngài Nanda, ngài cứ nghĩ là Đức Phật đi chút xíu nữa thôi thì ngài sẽ cầm lại bát. Mà cứ như vậy về tới tịnh xá Kỳ Viên, và Đức Phật chỉ hỏi ngài Nanda một câu: có xuất gia không? Và ngài Nanda mến Phật quá đi, ngài chỉ nói dạ, rồi cứ thế là xuất gia. Mà quý vị biết, một người mà ngay cái ngày tân hôn mà cô dâu của còn đang chờ á, mà đi xuất gia mà làm sao mà đành lòng được. Cho nên ngài Nanda lúc nào cũng nghĩ tới cái cô dâu hết, không có tu được gì hết. Thì Đức Phật mới dùng thần thông đưa ngài Nanda đi xem những cái cô tiên nữ cõi trời đó. Sau khi mà xem rồi đó, thì mới hỏi: bây giờ mà này Nanda, nếu như mà so sánh những cái cô cung nữ ở cái cõi trời này nè với cái cô dâu á,
ở nhà đó, thì ông thấy như thế nào? Ngài Nanda mới nói là nếu như mà so sánh ấy, thì con nói thiệt là bây giờ nhìn cô dâu bây giờ giống như cái con khỉ mà nó bị trụi lông mà nó còn bị sứt lỗ mũi, nó bị cục lỗ tai đó, nó xấu không thể tả nếu mà so sánh. Thì Ngài Nanda khi mà thấy mấy cô tiên nữ mê quá đi, thì Đức Phật mới hứa là nếu như ấy, mà ông chịu tu theo cái lời hướng dẫn của Thế Tôn, thì Thế Tôn sẽ gả mấy cô tiên nữ này cho. Cái động lực để mà Ngài tu ấy, là để sau này được cưới mấy cô tiên nữ. Mà quý vị biết rồi, khi mà tu tập theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, dần dần khi mà mình đi đúng cái lộ trình như là Đức Phật đã nói, một cái vật mà sắc nhọn nếu như đặt vào một cái vị trí mà đúng thì dầu muốn hay không muốn nó cũng sẽ đâm lủng cái vật này hoặc vật kia. Ví dụ như quý vị bỏ một cái con dao vô trong cái túi xách, thì cho dù mình có muốn hay không muốn thì con dao nó cũng sẽ đâm thủng cái túi xách chỗ này hoặc chỗ khác. Cũng như vậy, mặc dù cái mục đích của Ngài Nanda là để gì? Hướng về cái cõi trời để cưới với cô tiên nữ, nhưng mà do Ngài tu tập đúng theo cái lộ trình mà Đức Thế Tôn đã chỉ dẫn, cho nên khi mà Ngài chứng thánh đạo thánh quả thì Ngài mới quay lại, Ngài nói với Đức Thế Tôn là bạch Thế Tôn, xin Ngài rút lại cái lời hứa năm xưa, bây giờ con không muốn cưới với cô nữa, tại bây giờ đã chứng thánh rồi. Thì quý vị thấy, một cái người nặng về tâm tham ấy, mà có trí tuệ, họ sẽ có khuynh hướng tìm những cái đẳng cấp cao hơn để mà thỏa mãn cái lạc thú của họ. Họ sẽ nhận ra là những cái thú vui dục giới nó sẽ thấp kém, thành ra họ tìm kiếm những cái thú vui cao hơn. Và nhờ có trí tuệ và nhờ minh sư tiền hữu, họ có thể đi đến con đường giải thoát. Cái thứ hai là người thuộc cơ tánh sân. Người thuộc cơ tánh sân ấy, có một đặc điểm là họ rất hay bất mãn. Họ bất mãn với tất cả mọi thứ. Họ có thể bất mãn về người, có thể bất mãn về vật. Mình nói nôm na họ là người thích chê hay chê. Họ gặp ai họ cũng chê được. Họ gặp cái gì họ cũng chê được. Họ thường hay tìm thấy những cái khuyết điểm, cho dù là nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như khi mà họ nhìn một người, thì cái mà thu hút họ đó chính là họ nhìn coi cái con người này họ có cái điểm xấu nào hay không, có cái tật xấu nào hay không. Họ sẽ soi vào cái chỗ đó trước. Và khi họ soi vào như vậy đó, họ có cái sự thỏa mãn. Thỏa mãn khi nhìn thấy lỗi của người khác, hoặc là thỏa mãn khi nhìn thấy khuyết điểm của một cái chỗ nào đó mà họ bước vào. Ví dụ như họ nhìn một cái chậu bằng đất chẳng hạn, thì nếu như cái người thuộc cái tánh tham, họ sẽ tìm những cái hoa văn ở trên đó có cái chỗ nào đẹp, họ sẽ khen. Còn một cái người thuộc cơ tánh sân, họ sẽ tìm những khuyết điểm trên chính cái chậu đó để mà họ chê. Cái người thuộc cơ tánh sân này đó, do bản chất là họ không có thỏa mãn, cho nên cũng còn tùy theo cái việc họ có trí tuệ đi kèm hay không. Đối với người có trí tuệ mà đi kèm với cơ tánh sân ấy, thì họ sẽ dễ nhận ra là những cái bất mãn, những cái mà họ không hài lòng, những cái họ không thích ý là do đâu? Do cái nghiệp bất thiện của quá khứ. Và chính do cái nghiệp bất thiện của quá khứ, nó làm cho mình phải có cái thân đời này để mà phải chịu những cái quả xấu, rồi phải tiếp xúc với những con người mình không có thích, phải tiếp xúc với những vật, với những cái hoàn cảnh mà mình không có ưa. Cho nên ấy, họ sẽ có cái nhu cầu cải thiện. Nếu như cái người cơ tánh sân mà họ không có trí tuệ, họ chỉ bất mãn, họ chỉ chê không thôi, họ không có cái cách nào giải quyết hết, thì người có trí tuệ họ sẽ có cách giải quyết bằng cách nào? Bằng cách họ giữ giới, cũng bằng cách họ làm các cái việc công đức. Tuy nhiên người cơ tánh sân ấy, thì ít khi mà họ làm những thiện pháp như là bố thí hoặc là phóng sanh hoặc là cung kính hoặc phục vụ, họ ít làm những chuyện đó. Nhưng mà họ sẽ có khuynh hướng là họ giữ giới hoặc là họ hành thiền. Thì nhờ những cái việc công đức đó, đó để mà họ kiếm được một cái hoàn cảnh mà họ bớt bất mãn hơn ở cái đời sau kiếp khác. Và cái người thuộc cái tánh sân
mà rốt ráo nữa thì họ sẽ thấy là sở dĩ mà mình bất mãn với tất cả mọi thứ trên cuộc đời này là do mình có cái thân sanh tử. Và chỉ cần mình chấm dứt cái tấm thân sanh tử thì mình sẽ không còn cái gì để bất mãn nữa. Cho nên người mà sân nhiều thì họ rất khó gần gũi. Tuy nhiên họ là những người rất dễ đi đến cái con đường giải thoát bằng cách bỏ cái tánh sân đó. Nhưng mà người tánh tham ấy, mặc dù là mình tiếp xúc với những người mà tham nhiều á, mình rất là thoải mái. Bởi vì sao? Bởi những người tham nhiều họ rất là dễ thương. Họ có thể họ ăn mặc rất là chỉnh chu, cái chỗ ở của họ rất là sạch sẽ. Nhưng mà người tham họ rất khó bỏ cái tánh tham. Thành ra trong một cái bài kinh của Tăng Chi có một cái ví dụ như thế này nè. Người sân nhiều á, nó mãnh liệt nhưng mà dễ bỏ. Còn tham nhiều á, nó nhẹ nhàng nhưng mà nó dai dẳng. Và tiếp theo là người thuộc cái tánh si. Đó là những người không có cái sự chủ quyết. Có nghĩa là họ không có quyết định được cái gì hết. Họ thường sống trong cái nỗi băn khoăn. Họ không biết làm cái gì hết. Và họ thường nhờ vào cái sự hướng dẫn của người khác. Người ta chỉ đâu thì làm đó. Họ không có một cái sự chủ động và họ không biết họ phải làm gì, họ sẽ làm gì, họ đã làm gì. Đó là người thuộc cái tánh si. Và có một cái mà mình cần phân biệt nè, là người cơ tánh si đó, thì một trong số những đặc điểm của họ đó là họ có cái trí nhớ kém, có cái trí tuệ kém. Nhưng mà một người có trí nhớ kém không hẳn là họ thuộc cơ tánh si. Quý vị lưu ý cái điểm này nha. Dựa vào đâu mà sư nói cái này? Vì ngài Chun Lá Bằng Đá Cá, mình hay gọi là ngài Châu Lại Bằng Đặc ấy, thì ngài có một đặc điểm là ngài không nhớ nổi một bài kệ 4 câu. Đến cái mức độ mà anh của ngài là Maha Bằng Đá Cá đó, Đại Bằng Đặc ấy, chịu không nổi người em nữa mới đuổi người em đi. Thì khi mà ngài Chun Lá Bằng Đá Cá buồn quá, chuẩn bị ngày xả y ngày về đời đó, thì ngài gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới nói là ông xuất gia với Như Lai chứ không phải là xuất gia với ông anh của ông. Cho nên bây giờ đó, hãy làm theo cái lời hướng dẫn của Như Lai. Thì có hai cái tích ha. Theo bên truyền thống Bắc truyền á, là đưa cho cây chổi và kêu là quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, cứ như vậy. Còn theo kinh Tạng Nam truyền thì đưa cho cái khăn và bảo là cầm cái khăn á, rồi quán tưởng là tẩy trừ cấu uế, cứ như vậy. Thì hai cái nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Thì cho đến một cái lúc á, do thường xuyên quán tưởng về cái khăn mà ngài thấy là cái khăn ban đầu nó sạch, nhưng mà mình cầm riết rồi đó, cái khăn nó cũng bắt đầu nó dơ. Và qua đó ngài nhìn thấy cái sự vô thường. Và từ đó ngài chứng thánh đạo thánh quả. Và khi mà ngài chứng thánh đạo thánh quả đó, thì ngài là người đệ nhất ý hóa thông. Coi như là cái dạng biến mà một người ra nhiều người, ngài là người đệ nhất. Mà quý vị biết là khi mà ngài giảng pháp ấy, thì ngài nói chuyện rất là lưu loát. Tuy nhiên cái trí nhớ của ngài vẫn như cũ, ngài vẫn không nhớ nổi một bài kệ 4 câu. Nhưng mà trí tuệ của ngài là không thể nào mình xem thường. Bởi vì do cái kiếp quá khứ, ngài từng là một vị pháp sư, nhưng mà ngài có cái tâm khinh thường một cái vị trưởng lão mà học kém ấy, ngài coi thường vậy đó. Và ngài chê bai vậy đó. Cho nên do cái nghiệp, do cái tiền nghiệp mà cái kiếp này á, ngài hạn chế về cái mặt trí nhớ, nhưng mà ngài không phải thuộc cái cơ tánh si. Và tiếp theo là người thuộc cơ tánh tầm, hay còn gọi là cơ tánh tư duy. Cơ tánh tầm là sao? Có nghĩa là đây là cái người mà thường hay suy tư, thường hay nghĩ nhiều. Ví dụ như mình đi ở trên đường thì mình chỉ chú ý đến cái con đường mình đi thôi. Nhưng mà người có cái tánh tư duy nhiều
thì họ sẽ thích nhìn đông tới nhìn tây, họ nhìn chỗ này, họ nhìn chỗ kia, mà họ sẽ để cái trí óc của họ nó bay bổng. Có thể là họ nhìn một cái cây, một cái bông hoa, một cái ngọn núi, một cái hòn đá, để rồi đó họ có thể làm nên một cái gì đó ở trong đầu của họ, có thể là một bài thơ, một bài văn, hoặc thậm chí là họ chỉ đơn giản là họ thích nhìn và họ thích suy tư thôi. Đặc điểm của người có cơ tánh tư duy đó là họ thường hay để cái đầu óc của họ nó bay bổng hết chỗ này tới chỗ kia, nó không có cái điểm dừng cố định, cái tâm của họ không có trú ở một chỗ mà nó thường hay chạy lung tung. Thì cái người cơ tánh tư duy này đó, khi mà họ ngồi thiền thì thay vì tập trung về đề mục thì họ có khuynh hướng là họ chạy về nhà, họ chạy về những cái công việc làm ăn, họ chạy về những người bạn, họ chạy về những công việc quá khứ, họ suy nghĩ về những cái công việc tương lai. Đó là đặc điểm của người thuộc cơ tánh tư duy. Và sẵn đây thì sư nhắc nhở mọi người là cho dù mình thuộc cơ tánh nào đi chăng nữa đó, thì mình đều có khuynh hướng mình thỏa mãn cái cơ tánh đó. Ví dụ như thuộc cơ tánh tham, thì khi mà mình thỏa mãn cái tham ấy thì mình sẽ thấy hỷ lạc. Mình thuộc cơ tánh sân thì mình sẽ thấy hỷ lạc trong cái việc mà mình chỉ trích người khác, hoặc là mình tìm lỗi người khác, mình sẽ tìm thấy cái sự hỷ lạc ở trong đó. Một số người thích thú trong cái việc đó. Còn cái người cơ tánh tư duy ấy thì họ sẽ tìm thấy cái sự thích thú khi mà họ suy tưởng về cái việc này việc kia. Cho nên khi mà mình hành thiền ấy, mà mình cứ nghĩ cái này nghĩ cái kia mà mình thấy an lạc ấy, thì quý vị nên nhớ là chẳng qua mình đang thỏa mãn cái tính tư duy của mình thôi. Mình thích suy nghĩ mà, thì mình khi mà mình ngồi không, ngồi yên như vậy đó, mình không làm cái gì hết, thì đầu óc của mình sẽ, nó sẽ tự nhiên nó sẽ suy nghĩ, nó suy nghĩ về chuyện này chuyện kia. Và do mình thuộc cái cơ tánh tư duy đó, và mình sẽ thấy cái chuyện này nó đem lại hỷ lạc, mình lại thích thú ở trong đó. Và sư cảnh báo trước cho quý vị, nó không phải là thiền. Và nếu như mà mình không có chịu tỉnh giác ấy, thì mình rất dễ chìm sâu ở trong cái này. Nó được gọi là mình chết chìm. Có nghĩa là sao? Mình hay chìm sâu trong cái chuyện mình suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia. Cuối cùng mình chết chìm ở trong đó. Và tiếp theo là người thuộc cái tánh tính, có nghĩa là thuộc về đức tin nhiều. Người có đức tin nhiều á, họ có một đặc điểm là họ sống nhiều bằng tình cảm, cho nên họ rất dễ tin tưởng. Trong cuộc sống, cái người nhiều đức tin ấy, họ dễ tin tưởng người khác. Còn trong cái vấn đề mà tôn giáo thì họ rất dễ tin tưởng bất kỳ một tôn giáo nào. Họ có cái khuynh hướng là thà tin là có còn hơn là không. Cho nên ấy, người nhiều đức tin có khuynh hướng là họ tin ông Tà, ông Táo nè, rồi tin trời đất quỷ thần, cái gì họ cũng tin hết. Và chính vì họ nhiều đức tin như vậy đó, cái việc mà họ đi lên hay đi xuống nó phụ thuộc vào cái việc họ tin cái gì và họ tin như thế nào. Ví dụ như họ tin, họ thờ một cục đá chẳng hạn, họ tin cái cục đá đó là cái đấng chí tôn vô thượng, có một ông thần nào đó trú ở trong cục đá đó, và họ đem về nhà họ quỳ họ lại, thì cái đó đó nó không có một cái giáo lý nào để mà họ theo hết. Nhưng mà ví dụ như họ tin vào một cái đấng thượng đế của một cái tôn giáo khác, mà cái đấng thượng đế của họ lại chỉ họ là bây giờ giết người thì được sanh thiên, coi như là giết kẻ thù của những người mà không thuộc tôn giáo mình ấy, để mà trấn áp họ, để bắt buộc họ theo tôn giáo của mình. Cái người lập được những cái công đó họ sẽ sanh thiên. Thì người nhiều đức tin họ sẽ dễ dàng tin theo cái việc đó, và họ sẵn sàng họ ôm bom tự sát, họ sẵn sàng họ giết người để mà họ được sanh thiên. Và do họ chấp cái tà kiến đó, cho nên là khi mà thân ngoại mạng chung, họ chắc chắn họ sẽ đi xuống. Nếu như họ gặp được cái chánh pháp, ví dụ như họ tin theo Tam Bảo mà họ nhờ một cái cơ duyên hãn hữu nào đó, họ gặp được minh sư thiện hữu, có nghĩa là họ gặp được thầy tốt bạn tốt, thì họ sẽ tích cực làm những cái thiện pháp. Ví dụ như họ sẽ tích cực bố thí nè, họ tích cực họ giữ giới, tích cực tham thiền,
tích cực làm tất cả những thiện pháp. Và người nhiều đức tin ấy, là người nữ chiếm đa số. Và người nhiều đức tin thì họ dễ giữ giới hơn những người khác. Bởi vì cái giới đó chỉ có thể giữ bằng cái niềm tin. Có nghĩa là sao? Mình tin Đức Phật nói đây là cái điều không nên làm, thì cho dù mình có hy sinh tính mạng mình cũng không có làm. Cái việc giữ giới phần lớn là mình giữ nhờ vào đức tin, chứ không thể giữ nhờ vào trí tuệ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không thể biết được cái nghiệp và cái quả của nghiệp. Mình không biết được tường tận nó như thế nào. Mình chỉ có thể dựa vào cái việc mình tin tưởng Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói cái việc này không nên làm thì mình không có làm. Đức Thế Tôn nói việc này mình nên làm thì mình làm. Trong cái vấn đề hành thiền thì người nhiều đức tin ấy, thường thì họ dễ có tiến bộ hơn là người nhiều trí tuệ. Bởi vì sao? Vì người nhiều đức tin nếu như mà họ theo cái bậc thầy dạy thiền ấy, mà dạy đúng, thì họ chỉ việc tin tưởng không có nghi ngờ, và họ chỉ việc họ cắm đầu cắm cổ họ theo thôi. Còn cái người mà có trí tuệ đó, họ sẽ suy nghĩ đủ thứ hết. Họ sẽ nghĩ là cái pháp môn ông thầy này dạy có đúng hay không, rồi họ tìm đủ mọi cách để mà họ chứng minh, để mà họ phản biện, để mà họ lý luận. Thì chính cái việc đó nó sẽ trở ngại cái việc hành thiền. Cho nên trong một số trường hợp như là ngài Mahasi ngài nói là người phụ nữ mà nhiều đức tin ấy, thường khi mà họ hành thiền thì họ là tiến bộ nhiều hơn là đàn ông. Do phụ nữ mà nhiều đức tin ấy, thì coi như là thầy nói cái gì là họ cũng tin theo hết. Và nếu may mắn họ gặp được Minh Sư Thiền Hữu thì họ tiến bộ rất là nhanh ở trên cái con đường chánh pháp. Cuối cùng là cái người mà nhiều trí tuệ, hay mình còn gọi là người có cái tánh trí. Người nhiều trí tuệ đó thì thường có hai loại. Loại thứ nhất là có trí tuệ mà không có đức tin. Người có trí tuệ mà không có đức tin ấy, thì họ có khuynh hướng là họ không tin một cái gì hết. Muốn họ tin một cái gì đó, muốn họ chấp nhận một cái lý thuyết nào đó thì họ phải chứng minh được thì họ mới tin. Còn nếu như họ không chứng minh được, nó không phù hợp với cái lối suy nghĩ của họ thì họ không tin. Đó là người trí tuệ quá mạnh mà không có niềm tin. Cho nên có nhiều người đó, phải nói là họ thuộc cái thành phần tri thức, nhưng mà nó khá là cực đoan. Bởi vì họ thuộc vào cái nhóm tà kiến là vô hữu kiến. Có nghĩa là sao? Chỉ những cái gì họ chứng minh được thì họ mới tin. Còn họ không chứng minh được là họ không tin. Như là họ không tin về nghiệp và quả của nghiệp. Bởi vì nghiệp và quả của nghiệp họ không thấy được, họ không chứng minh được. Họ không tin vào những cái hàng khuất mặt. Họ không tin về cõi trời, họ không tin về cõi địa ngục. Bởi vì sao? Họ không thấy. Hoặc là họ không tin cái sự tồn tại của thánh nhân. Bởi vì Đức Phật và Chư Thánh Tăng đã niết bàn từ lâu lắm rồi. Cho nên họ không thể thấy được. Và chính vì họ không thấy được, họ không tin. Đó là một cái thứ tà kiến. Cho nên trí tuệ mà không đi kèm với niềm tin, nó rất là nguy hiểm. Còn cái người có trí tuệ và có niềm tin thì nó là một cái cặp đôi tuyệt vời. Tuy nhiên, trí tuệ nó còn có nhiều loại. Như có người, họ học đạo mà họ dựa vào một số cái kiến thức mà họ có. Họ bắt đầu họ đi bail round. Và họ cho là cái kiến thức họ có đó là tất cả. Ví dụ như có một lần ở trên mạng xã hội, sư thấy đó là một cái chú cư sĩ chia sẻ một cái bài kinh trong Đại Bát Niết Bàn, là cái cách mà một người tu sĩ xử lý khi mà đối diện với người nữ. Đại khái bài kinh đó, nói là khi mà ngài Ananda hỏi Đức Thế Tôn đó, là bạch Đức Thế Tôn, sau này khi Đức Thế Tôn viên tịch rồi thì hàng tăng sĩ sẽ cư xử như thế nào khi mà gặp người nữ. Đức Thế Tôn nói là đừng có nhìn thấy họ, đừng có nhìn họ. Rồi ngài Ananda mới hỏi là nếu như mà nhìn thì phải làm sao? Thì Đức Phật nói là đừng có nói chuyện với họ. Rồi ngài Ananda nói, nhưng mà nếu lỡ phải nói chuyện với họ thì làm sao? Thì Đức Thế Tôn nói hãy trú tâm trong chánh niệm. Thì quý vị biết, khi mà nói về phụ nữ ấy,
thì chư tăng có cơm có gạo để mà nuôi chư tăng, toàn bộ đa số là người nữ không, hầu hết là người nữ nuôi chư tăng. Chứ còn người nam ấy đến với đạo thì đến bằng cái trí tuệ là nhiều, và họ có thể đến họ học đạo, có thể đến họ hành thiền, nếu mà giỏi lắm ấy, là họ xuất gia họ đi tu. Đa phần xuất gia đi tu là người nam. Nhưng mà nếu mà kêu họ mà phục vụ mà nuôi chư tăng thì người nam hơi bị hiếm, đa phần toàn là người nữ nuôi. Thành ra mấy bà mấy cô mà không có là chư tăng chết đói hết. Tuy nhiên người nữ thì quý vị biết rồi, chư tăng là đàn ông mà xuất gia thì ly dục, không có chuyện quan hệ nam nữ. Cho nên nói về một cái mặt nào đó thì cái khuynh hướng mà tính dục đó, nó cũng là một cái sự kìm nén đối với một số vị không có khéo tu. Cho nên cái việc mà tiếp xúc với người nữ đó, nó là cái kiểu mà lửa gần rơm đó, nó rất là nguy hiểm. Đó là cái cách mà Đức Phật hướng dẫn để mà xử lý khi mà đối diện với người nữ sau khi Ngài nhập Niết Bàn. Thì có một cái chú cư sĩ, chú nói như vậy nè. Cái bài kinh này nó thuộc cái dạng kiểu như là người đời sau chế ra thôi, chứ còn đúng ra Đức Phật làm sao mà dạy cái chuyện đó. Này ông nói là cái bản tánh của mình nó vốn dĩ nó thanh tịnh, mình với việc mình nhìn mà mình không có ô nhiễm, cái tâm mình không ô nhiễm là được rồi. Mắc mớ làm chi mà mình phải né, tránh né nó không phải là biện pháp. Mình có thể mình đối diện với nó, miễn làm sao mà mình tâm mình không có ô nhiễm thôi. Thì thưa quý vị, cách nói nó rất là hay. Nhưng mà đó là cái kiểu người hí luận, bởi vì họ không có thực hành, họ chỉ nói là giỏi thôi. Bởi vì sao? Bởi vì trong kinh Pháp Cú số 320 đó, có nói như thế này nè, là đối với cái người mà cái tay mà bị thương thương tật, ví dụ như bị cái vết thương đó, thì họ nên tránh thuốc độc. Tại vì khi thuốc độc mà dính vô cái vết thương thì nó có thể nó sẽ hủy hoại cái bàn tay của họ. Cũng vậy, người có trí tuệ thì họ phải biết tránh xa cái điều ác, cái điều bất thiện, họ phải biết tránh. Pháp Cú số 321 thì còn nói là cái người mà có cái bàn tay lành lặn thì họ có thể cầm thuốc độc không sao. Cũng như vậy, người mà có tâm không ô nhiễm thì khi họ đối diện với những cái bất thiện thì bất thiện không có ô nhiễm họ. Cho nên chỉ khi nào mà mình tiếp xúc với cảnh mà tâm mình không có ô nhiễm thì mình mới có cái quyền mà mình nói cái việc mà mình có thể tiếp xúc trực tiếp với người nữ. Làm sao để được như vậy? Đó là từng cái sát na tâm sanh diệt, mình đều có thể quan sát nó, mình đều có thể nhìn thấy cái tâm của mình, cái tâm nào tham nó sanh khởi, tâm tham nó diệt đi, tâm sân nó sanh khởi, tâm sân nó diệt đi. Mình quán từng cái sát na sanh diệt của danh và sắc, mình nhìn thấy được chuyện đó, và mình không cho cái tâm tham dục nó nảy sinh. Khi đó mình mới có cái quyền mà mình nhìn người nữ. Nhưng mà nó có hai cái hạng người làm được chuyện này. Hạng thứ nhất là hành giả tứ niệm xứ, mà chuyên mật ấy, họ thường xuyên họ quan sát danh sắc của họ. Thì cái hạng này đó, xin thưa với quý vị là nếu như mà quý vị hành tứ niệm xứ mà mình hành một cách rốt ráo đó, hành một cách miên mật liên tục ấy, thì ngay cả như cái chuyện ăn uống nó cũng là gánh nặng. Ngay cả cái chuyện mà tắm rửa vệ sinh nó cũng là gánh nặng. Mình thấy cái chuyện đó nó không cần thiết, bởi vì nó ảnh hưởng tới cái việc mà mình hành tứ niệm xứ. Thì huống chi là cái việc nhìn phụ nữ. Đối với họ, cái chuyện tiếp xúc phụ nữ ấy, nó là cái chuyện chẳng đặng đừng. Nếu mà không có thì tốt nhất họ không muốn bày vẽ thêm chuyện. Còn cái hạng mà thứ hai đó là các cái bậc thánh, những vị thánh ấy, thì họ không còn cái tâm ô nhiễm nữa. Cho nên khi họ tiếp xúc thì đương nhiên là họ không có tham dục họ nổi lên, dầu là trong giấc ngủ. Mà quý vị biết cái người mà hành tứ niệm xứ thì họ không có nhu cầu nhìn phụ nữ, mà cái người mà chứng thánh họ lại không cần nhìn phụ nữ. Cho nên thành ra hai cái hạng người này đó, họ đâu có tiếp xúc phụ nữ làm gì. Rồi trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc của Trung Bộ, Đức Phật có nói là có một số phiền não
mình phải biết tránh né. Một số phiền não mình phải biết đoạn trừ, một số phiền não mình phải đối diện. Đâu là những phiền não mình phải tránh né? Có hai thứ phiền não phải tránh né nè. Thứ nhất là thú dữ, thứ hai là phụ nữ. Ở đây sư không có nói phụ nữ là thú dữ, sư không có nói nha. Sư nói cái này là bữa sau là coi như là khỏi có gạo ăn luôn. Nhưng mà nó như vậy nè, thú dữ á, thì nếu mà mình không tránh thú dữ á, nó sẽ giết mình chết. Nhưng mà mình không có tránh phụ nữ đó, thì chính cái tham dục nó cũng sẽ giết mình chết. Cho nên mới có hai thứ mình phải tránh. Một là thú dữ, hai là phụ nữ phải tránh. Không có cái chuyện gì mà mình phải đi mình hùng hổ, mình làm anh hùng mà mình đi mình đối diện với phụ nữ, trong khi mà mình cái năng lực tu tập của mình không có. Mà trong nhiều bài kinh, ví dụ như là trong Tạng Luật, Đức Phật nói thà đó, nếu như mà trong giữa thú dữ và phụ nữ mà phải đối diện với một trong hai đó, thà đối diện thú dữ chứ đừng đối diện với phụ nữ. Tại vì sao? Vì khi mình đối diện với thú dữ ấy, nó có thể hành hạ mình tới gần chết, hoặc nó có thể giết mình chết. Nhưng mà không vì cái chuyện đó mà mình đi địa ngục, không vì chuyện đó mà mình sanh tử luân hồi. Nhưng mà nếu như mình đối diện với phụ nữ ấy, mình có thể bị phụ nữ quyến rũ. Và khi mình bị phụ nữ quyến rũ mà mình có cái sự mà quan hệ sâu xa hơn với người nữ, thì chính cái chuyện đó sẽ dẫn mình xuống địa ngục, và chính chuyện đó sẽ dẫn mình tiếp tục luân hồi. Thành ra nói gì thì nói, phụ nữ cũng là một cái giống như một cái ngọn lửa đó. Gần gũi một cách có cái chừng mực thì rất là tốt. Ví dụ như là lửa mà gần gũi một cách chừng mực thì có thể thắp sáng nè, có thể nấu nướng nè. Nhưng mà mình không có sự cẩn trọng, khi mình đối diện với ngọn lửa nó có thể thiêu đốt mình. Ví dụ như người nữ đến chùa kính tinh mấy ông sư, rồi cúng dường vật phẩm để nuôi mấy ông sư, đó là một cái mối quan hệ mà phải nói là có lợi. Nhưng mà nếu như mình đi tu mà mình cứ lo mình nhìn phụ nữ, thì tới một cái lúc nào đó thì coi như là phụ nữ đem gạo đến chùa rồi kéo ông thầy về đời luôn. Cho nên người xuất gia khi mà đối diện với phụ nữ cần phải có cái sự thu thúc, cần phải có cái sự tránh né. Đó mới là cái hành động của người có trí tuệ. Sư nói như vậy đó để quý vị thấy người có trí cũng có nhiều loại. Khi mà mình học đạo, cái quan trọng là mình ứng dụng cái mình học được để mà mình tu tập, chứ không phải là mình đem cái mà mình học được ấy rồi mình đem đi mình rêu rao, rồi mình đem đi mình coi đó là tất cả, rồi mình không có tu tập gì hết. Thành ra sư thích một cái câu ở trong bài sám hối sáu căn của thiền viện Trúc Lâm, có câu như thế này nè: bàn thiền tợ thánh mà trước cảnh như ngu, dầu ở cửa không mà không thành vô ngã. Bàn thiền tợ thánh có nghĩa là sao? Nói thiền ấy, khi nhắc tới thiền ấy, mình nói y như động thánh vậy đó. Nhưng mà đụng cảnh ấy, như là một thằng ngu. Khi mà đụng cảnh mình không giải quyết được vấn đề hết. Nói thì rất là giỏi, nhưng mà gặp cái chuyện mình không xài được. Thành ra dầu ở cửa không mà không thành vô ngã. Thì quý vị thấy, đó là sáu cái khuynh hướng của chúng sanh: tham, sân, si, tầm, tính, trí. Thì mỗi một người họ sẽ nổi bật về một cái cơ tánh, hoặc có thể họ sẽ nổi bật về hai cơ tánh hoặc ba cơ tánh. Đó là những người có cái cơ tánh tổng hợp. Thì thường ấy, ở trong Thanh Tịnh Đạo thì nói là cái đức tin thì thường nó đi chung với tham. Là sao? Bởi vì nó có một đặc điểm là cái người đức tin và cái người cơ tánh tham ấy, có một đặc điểm chung là họ sống nhiều về mặt tình cảm. Thành ra có cái câu là thiện nam mà tính nữ ấy. Người nữ sống nhiều bằng tình cảm, cho nên người nữ có khuynh hướng nặng về đức tin. Cái người mà cơ tánh tham ấy, thì họ không bỏ được, và người cơ tánh đức tin ấy, họ cũng không bỏ được. Người cơ tánh tham họ không bỏ được là không bỏ được cái gì? Họ không bỏ được cái họ thích, dầu nó là bất thiện. Người cơ tánh mà đức tin ấy, cơ tánh tính
thì họ không bỏ được bất kỳ những việc nào được gọi là công đức. Người có tánh tham thì họ tìm mọi cách để mà họ thỏa mãn những cái lạc thú giác quan. Còn người cơ tánh tính ấy, thì họ tìm mọi cách để mà họ thỏa mãn công đức. Đó là những cái điểm mà tương đồng giữa hai cơ tánh này. Cho nên ấy, người tham và đức tin rất dễ đi chung với nhau. Mà quý vị khi mà tới chùa, mà mình tới những cái nơi mà nhiều cái người này nè, thuộc hai cơ tánh này nè, thường mình tới những nơi đó rất là dễ chịu. Bởi vì sao? Người đức tin nhiều thì họ sẽ thích thú trong cái việc công quả, thích thú trong cái việc mà dọn dẹp chùa. Rồi người tham nhiều á, thì họ có khuynh hướng là họ làm cho cái chỗ họ ở, họ trang hoàng nó cho nó đẹp. Cho nên cái khi mà quý vị đến cái chùa mà có hai cái cơ tánh này nhiều nè, thì cái chùa đó có thể là nó rất là đẹp và rất là sạch sẽ, rất ngăn nắp. Và khi mà hành thiền hoặc là khi mà có những cái lễ lọc này nọ kia đó, thì mình sẽ thấy là họ xếp hàng rất là ngay ngắn, coi như lên hình là đẹp tuyệt vời. Thì cái đó là thuộc về cái cơ tánh tham và cơ tánh tính nó nhiều. Và người thuộc cái cơ tánh đức tin ấy, còn một đặc điểm nữa là nếu như mà đức tin quá nặng ấy, thì nó sẽ che lấp cái trí tuệ. Nhớ cái điểm này. Và cơ tánh tham cũng vậy, khi mà nó quá nặng cũng sẽ che lấp cái trí tuệ. Ví dụ như mình tham nhiều quá, do thỏa mãn cái tham đó, cái trí tuệ mình khi mà nó bảo là cái việc này không nên làm, nhưng mà mình không có nghe theo nó, mình bỏ lờ những cảnh báo của trí tuệ và mình tiếp tục mình làm những cái chuyện đó, dầu là thiện hay bất thiện, thì cho tới cuối cùng mình sẽ phải hối hận. Còn cái người mà cơ tánh tính ấy, đức tin nhiều, nếu mà họ nhiều quá thì họ lại có khuynh hướng là tin quỷ thần, tin đủ thứ hết. Họ không thích những cái thứ nó quá rõ ràng, mà họ thích những cái thứ mà nó mờ ảo. Cái gì mà nó có vẻ nó siêu nhiên, có vẻ nó mờ ảo thì họ lại thích. Ví dụ như chỗ nào mà nhang nhiều, khói nhiều là họ thích. Cái chỗ nào mà giảng làm sao mà để cho Phật tử họ không hiểu được luôn là họ thích. Còn nếu mà giảng mà rõ quá họ không thích. Quý vị nhớ nè, cái cơ tánh tham nhiều á, thì đương nhiên là nếu mình tham nhiều thì nó thành cái kẻ phá hoại. Nhưng mà đức tin nhiều á, thì mình rất dễ trở thành một cái người cuồng tín. Bởi vì mình không có đặt nặng cái vấn đề trí tuệ để mình phân biệt, coi là mình tin cái người đối tượng mình tin là như thế nào. Họ là minh sư thiền hữu hay họ là tà sư ác hữu. Có nhiều lúc thầy mình rõ ràng là làm sai, nhưng mà mình vẫn binh vực thầy mình cho bằng được. Tại vì đó là thầy của tôi, đó là chùa của tôi, cho nên tôi binh vực cho bằng được. Cái sai mặc dù nó rõ rành rành vậy đó, nhưng mà tôi không có đồng ý, tôi không chấp nhận. Thì đó là những người thuộc cái cơ tánh tính nhiều. Bởi vì sao? Họ sống nhiều bằng tình cảm. Rồi cái người mà cơ tánh sân và cơ tánh trí tuệ thì đi kèm với nhau, thường đi chung với nhau. Cho nên mình hay để ý là mấy người mà nhiều trí đó, thì họ rất dễ nổi nóng. Cái đặc điểm chung của hai cái cơ tánh này là sao? Đó là không có thỏa mãn. Thì người thuộc cơ tánh sân ấy, thì họ không thỏa mãn đối với người và vật. Còn người thuộc cơ tánh trí đó, thì họ không thỏa mãn đối với các pháp bất thiện. Cái người thuộc cơ tánh sân ấy, thì họ sẽ thích thú khi mà họ tìm kiếm những cái lỗi của người và vật. Họ thích thú để mà họ chỉ trích, họ thích thú để họ tìm lỗi. Bản thân họ nhìn thấy cái chuyện đó là họ cái chuyện rất là thích thú đối với họ. Còn người mà thuộc cơ tánh trí đó, thì họ sẽ thích thú khi mà họ tìm ra được những cái bất thiện. Cho nên mới có câu như thế này nè, một cái cặp vế coi như là câu đối đó: sân sanh khởi khi buộc tội chúng sanh, còn tuệ sanh khởi khi buộc tội các hành. Đọc lại ha. Sân sanh khởi khi buộc tội chúng sanh, còn tuệ sanh khởi khi buộc tội các hành. Các hành đây là gì? Các hành đây là những cái nghiệp thiện ác có được do thân khẩu ý, thì mình gọi nó là các hành ha. Và cái người thuộc cái tánh sân ấy, họ thường hay tìm những cái lỗi không có thật, không có thật có. Còn người thuộc cơ tánh trí đó thì họ tìm những cái lỗi có thật. Thế nào là những lỗi mà không có thật? Đó là cái gì?
Đó là những cái sự bất mãn trong người và vật. Ví dụ như người này xấu bụng, hoặc người này da nhăn nheo, hoặc người này dễ nóng giận, dễ nổi nóng, hoặc người này keo kiệt. Khi bất mãn với người và vật như vậy đó, thì họ không nhìn thấy được rõ cái bản chất của nó. Ví dụ như có lần Đức Phật cùng đệ tử mà đi khất thực ấy, thì có một nhóm ngoại đạo đi đằng sau. Ông thầy thì ổng chửi rủa Đức Phật và tăng đoàn, còn người đệ tử ấy, thì khen và tăng đoàn. Khi mà về tới tịnh xá thì Đức Phật mới chư tăng mới bàn luận với nhau, nói sao ngộ ha, có hai ông thầy, hai thầy trò cũng ngộ, người ấy thì chửi mình còn người thì khen mình. Thì Đức Phật nói đó, cái người mà mắng chửi mình ấy, đừng có nóng giận khi người ta mắng chửi mình. Bởi vì sao? Khi mình nóng giận thì cái sự nóng giận đó không giúp cho mình tìm ra được chân lý. Cho nên cái sự nóng giận đó là vô ích. Còn cái người khen mình thì đừng có vội mừng, bởi vì cái sự vui mừng đó không giúp cho mình tìm ra được chân lý. Có nghĩa là bốn sự thật: thế nào là khổ, nguyên nhân của khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý về con đường đi đưa đến sự diệt khổ. Cái người mà khen mình hay chê mình, cái chuyện khen chê đó không đưa mình đến cái chuyện nhìn thấy được sự thật. Cũng vậy, khi mà mình thuộc cái tánh sân ấy, mình tìm cái lỗi người này lỗi người kia đó, cái lỗi người này lỗi người kia nó đâu có đưa mình tới giải thoát đâu. Cho nên mới nói là người có tánh sân họ tìm những cái lỗi không có thật, còn cái người thuộc cái tánh trí đó họ tìm những cái lỗi có thật. Có thật đây là sao? Đây là thiện, đây là bất thiện. Cái nào bất thiện thì họ có khuynh hướng họ bài xích. Thì cái này cũng có nhiều cái cấp bậc ha. Thứ nhất là cấp bậc dục giới thì họ thấy sao? Họ thấy sắc sanh là bất thiện nè, trộm cắp là bất thiện, tà dâm là bất thiện, nói dối là bất thiện, uống rượu là bất thiện. Họ người thuộc cái tánh trí đó họ sẽ bài xích những chuyện đó, cho nên họ cảm thấy những cái việc này là bất thiện và họ tiếp tục họ tu tập, họ ly dục, bởi vì họ thấy cái dục nó là bất thiện. Khi mà mình còn có dục là mình còn có sanh tử luân hồi, cho nên là họ ly dục. Và khi tu tập cao hơn nữa, họ thấy cái thiền đối với cái dục thì cái dục nó là bất thiện, nhưng mà chính cái thiền nó cũng là bất thiện. Bởi vì sao? Vì mình cái thiền đó nó chỉ đưa mình tới cái tầng thiền sắc giới, vô sắc giới, nó không đưa mình tới giải thoát, nó vẫn còn là bất thiện bởi vì nó còn sanh tử. Thành ra đó, cái người thuộc cái tánh sân họ nhìn thấy được cái lỗi của các cái nghiệp thiện ác thì họ sẽ thấy được ngay cả cái chuyện thiền nó cũng là bất thiện. Chỉ có cái việc tu hành giải thoát đưa đến cái con đường niết bàn chứng đắc đạo quả a la hán thì nó mới là cái việc thiện rốt ráo và mình cần phải làm. Chứ còn cái việc chứng thiền trước đó với họ nó vẫn còn là bất thiện, cho nên họ đi thêm một bước nữa, họ đi đến con đường chứng thánh. Và tiếp theo là cái người thuộc cơ tánh tư duy, có nghĩa là thuộc tánh tầm ấy, thì đi kèm với người thuộc cơ tánh si, có nghĩa là tư duy và si là một cặp. Bởi vì sao? Bởi vì cái cơ tánh tầm ấy, cái chuyện mình tư duy đó nó sẽ phát sanh nơi cái người mà nhiều si. Vì sao vậy? Vì họ sẽ phải suy nghĩ là làm sao, làm thế nào để mà tăng trưởng những cái thiện pháp. Khi mà một cái người thuộc cái tánh si đó, họ suy nghĩ làm sao để mà họ tăng trưởng những thiện pháp, thì cái tầm nó xuất hiện, có nghĩa là cái tư duy nó xuất hiện. Thật ra hai anh này thường đi chung với nhau. Người cơ tánh si và người cơ tánh tầm nó có một đặc điểm chung, đó là cái tâm họ không có ở yên một chỗ, nó thường hay chạy lung tung, nó không ở yên một chỗ. Và chính vì nó không ở yên một chỗ cho nên hai anh này đều đem tới cái trạng thái là bất an, không có yên ổn. Thì người cơ tánh si đó họ bất an do họ bối rối, họ không biết phải làm cái gì hết, không biết chuyện nào đúng, chuyện nào sai, chuyện nào thiện, chuyện nào bất thiện, lúc nào nên ngồi thiền, lúc nào nên công quả, lúc nào nên ngủ nghỉ, họ không biết. Chính vì điều đó dẫn đến cái việc si bất an. Còn cái người mà cơ tánh tầm ấy, họ bất an là do họ phải suy nghĩ nhiều, coi như là họ không có chuyện gì làm là họ suy nghĩ tùm lum hết. Chính vì cái chuyện suy nghĩ nhiều đó khiến cho họ bất an. Bài giảng ngày hôm sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân
Do đâu mà chúng ta có 6 cái cơ tánh này? Chúng ta sẽ phải giải quyết 6 cái cơ tánh này như thế nào trong cái việc hành thiền. Bây giờ, tại vì có một cái cô Phật tử cổ hỏi, cô hỏi như thế này nè. Bây giờ qua cái phần mà trình pháp với lại trả lời câu hỏi ha. Thì trước hết thì có một cô hỏi là nếu như ấy, mà bạch sư cho con hỏi, nếu cha mẹ theo tà kiến mà con cái không nghe theo lời cha mẹ thì có bị xem là bất hiếu hay không? Theo quý vị như vậy có bị xem là bất hiếu hay không? Cha mẹ mình theo tà kiến mà mình không nghe lời cha mẹ, có là mình theo chánh kiến, như vậy mình có được xem là bất hiếu hay không? Cái này thì mình phải ngược dòng về quá khứ. Mình nhớ về cái câu chuyện mấy anh em của ngài trưởng lão Xá Lợi Phất Sariputta. Quý vị biết là khi mà ngài xuất gia đó, ba mẹ đâu có đồng ý đâu. Rồi thương con muốn chết luôn, nói là chỉ có chừng nào mà thà con chết á, thì miễn cưỡng mới là phải chịu xa cách con thôi. Chứ còn bây giờ mà con còn sống mà làm sao mà nỡ lòng nào mà mẹ cho con đi tu. Nhưng mà rồi ngài cũng dứt áo ngài ra đi. Cái lúc đó là Đức Phật chưa có chế ra cái giới luật là một người xuất gia thì phải có sự đồng ý của cha mẹ. Cho nên là ngài sẽ là phất ngài bỏ ngài đi luôn. Thì bà mẹ bà đau lòng lắm. Rồi chính vì điều đó bà ghét Chư Tăng vô cùng. Bởi vì bà nghĩ là vì Chư Tăng, vì cái lỗi của Chư Tăng mà bà mất đi đứa con. Bà ghét lắm. Sau khi mà Đức Thế Tôn ấy ra cái luật là xuất gia phải có sự đồng ý của cha mẹ. Nhưng mà nó như vậy nè, theo phong tục tập quán ấy, thì người anh cả đó cũng được xem như là cha mẹ. Nếu mà không có cha mẹ, không trường hợp không có cha mẹ thì người anh cả được xem như là cha mẹ, là quyền huynh thế phụ ấy. Cho nên là mấy người em ấy đi xuất gia là ngài thay mặt cha mẹ, ngài cho xuất gia luôn. Coi như bà mẹ bà không làm được cái gì hết. Bà ghét, trời ơi, phải nói là cái mỗi một người mà đi xuất gia là bà căm thù Chư Tăng thêm một bậc. Cho tới cuối cùng nó còn lại cái cậu Út ấy, bà tìm cái cách bà giữ cái người con này lại bằng cách bà gả cho nó làm đám cưới sớm. Rồi kiếm một cái cô thiệt là đẹp để mà cưới vợ cho con. Thì khi mà cưới vợ cho con ấy thì cái cậu con Út này nè, cái phong tục của người Ấn Độ á, là sẽ tìm một cái người già để mà chúc phúc. Giống như người già mà có một cái đời sống hôn nhân hạnh phúc ấy, thì họ chúc phúc, họ sẽ thấy là cái cuộc sống hôn nhân của mình nó cũng sẽ được cái hạnh phúc theo. Nhưng mà do cái việc mà cái khuynh hướng tu tập nhiều đời đó, thì cái cậu con trai Út này đó, thấy bà già đó, rồi nhìn cái bà già, rồi nhìn qua cái cô vợ của mình, ổng hết hồn. Ổng nói mai mốt cái cô vợ của mình nó cũng già y chang cái bà này, ớn quá đi. Do cái tu tập nhiều đời đó cho nên là anh này thấy là mai mốt mà ở chung, cưới mà ở chung với cái bà già này, trời ơi, chịu làm sao nổi. Mà cái chuyện này chuyện không tránh khỏi, ai không già không tránh khỏi. Ảnh sợ quá thì ảnh mới nói xin làm con đau bụng cho con đi toilet tí xíu. Rồi là ảnh trốn luôn, ảnh coi như anh tung cửa anh chạy. Anh chạy mà anh chạy vô rừng. Anh chạy vô rừng, ảnh xin gặp Chư Tăng ở trong rừng ấy. Ảnh xin xuất gia. Thì Chư Tăng nói, tôi biết cậu là ai đâu mà cho xuất gia. Tự nhiên quý vị thử nghĩ coi, bây giờ lỡ một cái anh nào đó anh chạy vô trong chùa mà anh xin xuất gia, Chư Tăng đâu có cho xuất gia được. Biết ảnh là ai đâu mà cho xuất gia. Thì cái cậu này mới la làng lên, ăn cướp, ăn cướp, ăn cướp. Chư Tăng mới hỏi, cái cậu này lạ, không cho xuất gia thì thôi chứ mắc mớ gì kêu ăn cướp, ở đây ai cướp đồ của cậu? Thì cái cậu con trai Út mới nói là mấy người cướp cái cơ hội xuất gia của tôi. Tôi sống nay chết mai ai biết được tôi sống hay tôi chết. Mà bây giờ tôi muốn đi tu mà mấy người không cho tôi đi tu là mấy người cướp cái cơ hội xuất gia của tôi. Thì Chư Tăng mới thấy là cái con người này hình như nó không phải là cái người bình thường. Phải là người phi thường ấy, chứ không phải là người bất bình thường đâu, một cái người phi thường. Thì mới hỏi là bây giờ cậu con cháu nhà ai, có quen biết ai hay không mà bây giờ đòi đi tu.
ít nhất là cũng phải có quen biết. Thì cậu con chú Út nói: biết à, anh tôi nổi tiếng lắm á. Anh tôi hỏi anh ông là ai, nói, anh tôi là ngài Sa-di-bút-tá, ngài Xá Lợi Phất ấy. Thì chư Tăng mới vỡ lẽ: à nhớ rồi nhớ rồi. Thì ngài Xá Lợi Phất có dặn chư Tăng là nếu như á, mà sau này có gặp mà em mấy đứa em của tôi mà đi xuất gia đó, thì coi như tôi gửi lời tới chư Tăng là tôi đồng ý cho tụi nó xuất gia hết, còn chỉ gặp là cho đi tu. Thành ra chư Tăng làm lễ cho ông Út xuất gia luôn, coi như là bà mẹ bà không còn ai ở bên mình hết, bà rất là căm hận chư Tăng. Thành ra đó, sư có một cái nghi ngờ là có lẽ như do cái việc mà truyền đời về sau đó, nó bị lầm lạc như thế nào đó, người ta hiểu nhầm cái trường hợp mà mẹ ngài Xá Lợi Phất với trường hợp mẹ ngài Mục Kiền Liên, có lẽ người ta nhầm lẫn như thế nào đó. Tại vì trong sử của Phật giáo Nam truyền thì chỉ nhắc tới cái việc mẹ ngài Xá Lợi Phất rất là căm ghét chư Tăng, bởi vì chính vì chư Tăng mà mấy đứa con của bà đi tu hết, bà ghét lắm. Thì quý vị thấy nói như vậy không lẽ ngài Xá Lợi Phất là bất hiếu hay sao? Nói như vậy không lẽ mấy đứa con ngài Xá Lợi Phất là bất hiếu hết hay sao? Đúng không? Bởi vì rõ ràng bà mẹ theo tà kiến, nhưng mà mấy đứa con thì không. Nhưng mà như vậy nè, khi mà một người xuất gia đó, như trường hợp ngài Xá Lợi Phất, tới cuối đời ngài, suốt cái quá trình ngài xuất gia hầu như ngài không có về lại nhà, nhưng mà tới cuối đời đó, ngài về lại thăm gia đình. Cái ngày mà ngài viên tịch đó, ngài quay về thăm gia đình dẫn theo một đoàn 500 vị tỳ khưu. Thì quý vị biết là căn phòng của ngài ngày đẻ năm xưa được dọn dẹp, được chăm sóc mỗi ngày y như là ngài có thể về nhà bất kỳ lúc nào. Bà mẹ thương ngài lắm, và do thương ngài đó cho nên là bà cũng cư xử với chư tăng một cách phải phép, chứ không có phải cái kiểu mà đánh chửi. Tại vì thương con mà, thương con thì bạn con dắt về thì bà vẫn có cái sự tôn trọng tối thiểu. Mà nhà bà rất là giàu cho nên cái việc mà đón mà 500 vị tỳ khưu về nhà đó, cái chuyện nó chuyện hết sức bình thường. Mà quý vị biết là ngài Xá Lợi Phất, cái những cái ngày cuối cùng của cái cuộc đời đó, ngài bị kiết lỵ. Được mô tả là khi mà ngài về ở trong phòng rồi đó, là mang cái xô cho mà ngài đi vệ sinh ấy, là đem cái xô nào vô là đem một xô vô, là đem một cái xô máu ra. Ngài bị kiết lỵ ấy, đem xô máu ra mà chính tay bà mẹ đó chăm sóc cho ngài. Bà ngài bị kiết lỵ suốt như vậy, thì tới tối thì bà mẹ mới nhận thấy cái chuyện lạ là có những cái ánh sáng mà nó phát sanh ở nơi cái phòng con của mình ấy. Thì sáng nhiều nhiều chập, ban đầu đầu đêm thì sáng ít thôi, mà càng về sau thì càng sáng nhiều, cho tới cuối cùng sáng là sáng cả một vùng luôn. Thì sáng bà mới hỏi là hồi tối mà mẹ thấy trong phòng con sao sáng dữ vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói đó là đầu đêm ấy, là Tứ Thiên Vương xuống để mà hỏi thăm, để thăm hỏi cho nên là nó sáng. Nửa đêm về sáng ấy, là Phạm Thiên xuống để mà thăm hỏi cho nên nó sáng hơn chút xíu. Còn mà gần sáng là Đại Phạm Thiên xuống để mà thăm hỏi, để mà đảnh lễ mà thăm hỏi cho nên là nó sáng cả một vùng. Thì bà mẹ bà mới hết hồn, bà nói là xưa giờ mình thờ Phạm Thiên, mình cứ nghĩ là Phạm Thiên dữ dội lắm, nhưng mà Phạm Thiên như vậy đó mà còn phải đảnh lễ con của mình, vậy con của mình là tới cái mức độ nào nữa. Thì bà mới thấy con mình nó vĩ đại quá. Bà mẹ mà có đứa con giỏi thì bà hãnh diện, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất khéo léo ngài nói là ngài như vậy thôi, nhưng mà sư phụ của ngài đó, có là Đức Thế Tôn còn ghê gớm hơn nữa. Thì nhờ như vậy đó thì bà mẹ bà có mới có đức tin nơi Đức Phật, và nhờ đó ngài Xá Lợi Phất ngài thuyết pháp cho bà mẹ, và nhờ như vậy bà mẹ chứng sơ quả, và từ đó bà không có bị sa đọa nữa. Chứ quý vị biết là cái chuyện mà bà căm ghét chư Tăng, nếu như mà không có ngài Xá Lợi Phất là bà phải đi địa ngục. Thành ra ngài Xá Lợi Phất mặc dù khi mà ngài đi xuất gia là bà mẹ bà rất là đau lòng, nhưng mà nhờ ngài xuất gia cho nên bà mới cứu được mẹ của mình. Thành ra đó, cái việc mà mình có người cha người mẹ mà tà kiến, thì cái việc mà mình
Không nghe lời ở đây có nghĩa là mình cứ việc tu tập. Mình tu tập theo đúng chánh kiến. Và chính cái sự nỗ lực tu tập đó, nó sẽ chuyển hóa được người thân của mình. Nếu như hiện đời mình tu tốt, thì hiện đời mình có thể chuyển hóa. Nếu như hiện đời mình tu chưa có tốt, thì nó sẽ gieo cái nhân lành để mình có thể tiếp độ cho cha mẹ mình đời sau kiếp khác. Bởi vì quý vị biết là một khi mà mình chứng thánh, mình đâu phải là mình chỉ giúp đỡ được cha mẹ đời này đâu, mình còn giúp đỡ được cha mẹ của nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên ấy, mình không việc gì mình phải sợ. Cha mẹ mình nếu như mà chẳng may có tà kiến ấy, thương thì thương, nhưng mà tu vẫn phải tu. Bởi vì chỉ có cái cách mình tu tập, mình mới có thể giúp đỡ được cha mẹ của mình. Chứ nếu mình không tu tập mình không giúp được. Nhớ nha. Câu hỏi thứ hai là một người nữ thọ bát quan trai 4 ngày trong tháng, không phải vì bệnh mà bị có thai, thì có được ăn xá giờ vào buổi chiều hay không? Thì xin thưa với quý vị, vừa rồi sư có giảng về cái bát quan trai đó. Nếu như mà ai có học qua cái buổi đó thì quý vị sẽ biết là cái việc bát quan trai nó có một cái giới là không ăn xá giờ. Thì khi mà mình giữ được cái giới này đó, thì mình có phước. Cái phước nó rất là lớn. Nhưng nếu như mà mình bị bệnh, hoặc là như trường hợp mà mình mang thai đó, mình không giữ được cái giới này, thì nó không phải là mình tạo cái nghiệp bất thiện gì nó ghê gớm đâu. Chẳng qua là mình không có tạo được cái công đức đặc biệt của việc giữ giới ngày hôm đó thôi. Thí dụ như quý vị không giữ được 8 giới trọn vẹn, như là mình không giữ được cái giới không ăn chiều, nhưng mình giữ còn giữ được 7 giới kia. Ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu, rồi không có trang điểm, rồi không có nằm ngồi quá cao quá xinh đẹp, rồi không có nghe nhạc thổi đờn kèn, thì mình vẫn hưởng được cái phước của 7 cái giới còn lại. Chẳng qua cái phước của cái giới thứ 8 nó bị sức mẻ, thì mình không có hưởng được trọn vẹn cái phước của bát quan trai. Cho nên sư nói là cho dù mình không giữ được 8 giới, mình giữ được 7 giới, nó vẫn là chuyện tốt. Không sao hết, chẳng qua là cái phước nó không có nhiều như là mình giữ trọn 8 giới thôi. Ha. Rồi, bạch sư cho con hỏi thêm là một người nữ sinh ra con mà không cưới hỏi thì có bị xem là phạm tội tà dâm hay không, kể cả bị cưỡng bức, bị hại? Thì cái này sư nghĩ là Phật, cư sĩ ở dưới là quý vị có thể trả lời được câu này. Quý vị mà không trả lời được câu này là sư rất buồn, bởi vì sư đã hướng dẫn quý vị rất là chi tiết về cái vấn đề cái giới tà dâm rồi. Như thế nào? Trong cái trường hợp mà một người nữ mà quan hệ với một người nam mà chưa có cưới hỏi, nó như thế này ha, là còn tùy thuộc vào cái chuyện là người nữ đó có được sự bảo vệ của gia đình hay không. Ví dụ như cha mẹ, có được sự bảo vệ của cha mẹ hay không. Ví dụ như cha mẹ chết hết thì người nữ đó có thể được tự do. Hoặc là họ không dưới cái sự bảo vệ của cô dì chú bác, hoặc không có sự bảo vệ của anh em. Không được bảo vệ ở đây là sao? Có nghĩa là cha mẹ không cho phép, không cho phép quan hệ trước hôn nhân. Thì nếu mình quan hệ trước hôn nhân là không có được. Hoặc là có anh, có em, có cô dì chú bác không có cho người này được quan hệ trước hôn nhân thì mình không có được làm chuyện này. Đó là được sự bảo vệ của gia đình. Thành ra đó, thí dụ như có những cái gia đình mà thông thoáng thì cha mẹ họ sẽ có cái sự thoải mái. Ví dụ như là con gái lớn rồi thì con khôn nhờ dạy chịu. Đó, nếu mà biết giữ thân được thì tốt, mà không giữ thân được thì đó là chuyện dạy của con thôi, chứ cha mẹ không có cấm. Thì những cái trường hợp đó thì mình không có phạm giới. Rồi có những trường hợp như là cha mẹ không có cho phép, nhưng mà người nữ mà quan hệ với một người nam mà trước hôn nhân ấy, thì theo như chú giải có nói như thế này nè, là người nữ họ ít nhất, nếu như họ không có chồng, nhớ nha, không có chồng, ít nhất họ có sự tự do đối với cơ thể của họ. Cho nên ấy, nếu mà họ quan hệ với người nam thì cái người mà phạm giới tà dâm là người nam, không phải người nữ. Người nữ không phạm giới tà dâm mặc dù cha mẹ không đồng ý.
Cái này là chú giải nói như vậy. Nhưng mà theo như sư thì để cho chắc ăn, để cho chắc ăn thì tốt nhất là nếu như cha mẹ không cho phép, gia đình không cho phép thì mình đừng quan hệ trước hôn nhân. Ha. Thì đương nhiên là còn cái chuyện sinh con thì nó tương tự như ở trên. Còn như trong trường hợp mà mình bị cưỡng bức ấy, thì quý vị còn nhớ là những cái chi phần của cái nghiệp tà dâm hay không? Đó là mình không có cái tâm muốn quan hệ. Cái tâm mình không có tham dục, không muốn quan hệ. Thì cho dầu cái chuyện đó nó xảy ra đối với mình đi chăng nữa, thì mình vẫn không phạm giới tà dâm. Nhưng mà mình phải thường xuyên thủ cái tâm của mình, phòng thủ cái tâm của mình trong cả ba giai đoạn, trước, trong và sau khi cái chuyện đó nó xảy ra. Ha. Ví dụ như mình phải không đồng ý luôn cả trong ba cái giai đoạn. Nếu như mà trong suốt cái giai đoạn nó xảy ra đó mà mình có sự thích thú, có sự hưởng thụ ở trong đó thì xem như mình phạm giới tà dâm. Vì vậy trong suốt cái quá trình đó là mình phải giữ cái tâm của mình là không có cái sự ưa thích ở trong cái chuyện đó, thì mình không phạm giới tà dâm. Rồi còn hỏi là người nữ, một người nữ mà nhiều lần làm mẹ đơn thân thì có phải đã phạm tội tà dâm hay không? Thì cái chuyện này cũng tương tự với cái ở trên đại sư đã nói rồi. Cái vấn đề là không phải là mình có mang thai hay không, mà cái vấn đề là khi mình quan hệ như vậy đó là mình đã có cái sự đồng ý của gia đình hay chưa. Chứ còn cái chuyện mình mang thai thì cái đó là chẳng hạn như những người mà mang thai hộ chẳng hạn, thì thí dụ như họ mang thai hộ nhờ vào những cái biện pháp kỹ thuật can thiệp của y học, thì nó có không có cái sự mà quan hệ của nam nữ thì không thể nào mình gọi là phạm giới tà dâm được. Nhưng mà nếu như mà có cái sự quan hệ của nam nữ á, thì vẫn phải xét coi là người phụ nữ đó có sự bảo vệ của gia đình hay không, có thuộc quyền sở hữu của một người nam khác hay không, ví dụ như có chồng hay chưa. Đó mới là cái chuyện quan trọng. Rồi người nữ ấy chắc chắn sẽ không thoát khỏi địa ngục vì tội tà dâm, có đúng không ạ? À. Rồi thì đương nhiên là cái khi mình phạm giới tà dâm thì mình chắc chắn phải đi địa ngục. Thành ra đó, mặc dù trong chú giải có nói là người nữ mà chưa kết hôn mà quan hệ với một người nam trước hôn nhân mà gia đình không cho phép thì người nữ không phạm tội tà dâm, mà người nam chỉ có người nam phạm tội tà dâm mà thôi. Tuy nhiên theo quan niệm cá nhân của sư, sư nhắc lại là cá nhân của sư, thì tốt nhất vẫn không nên. Tốt nhất vẫn không nên. Tại vì sao? Bởi vì khi mình phạm cái lỗi tà dâm chắc chắn đi địa ngục. Cái chuyện đó nó không tránh được. Rồi nguyên nhân nào mà khiến cho một người con sinh ra trong kiếp này phải bị mồ côi cha mẹ, cha hoặc mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ? Thì quý vị biết là nó có hai cái nguyên nhân chính. Nguyên nhân đầu tiên, nếu mà xét theo cái nhân quả nghiệp báo đó mà quý vị học và trong cái lớp mà trong cái lớp học về giới thì quý vị đã biết có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân đầu tiên là do mình phạm giới sát sanh. Khi mà mình phạm giới sát sanh ấy, là mình giết một con vật nào đó đồng nghĩa với việc mình đã tách lìa một người con khỏi cha mẹ, một người cha khỏi đứa con của mình. Tức là mình đã giết đi một người cha, một người mẹ, một người chồng, một người vợ, một người con, một người cháu ở trong một cái gia đình nào đó. Cho nên ấy, ngoài cái việc mình sát sanh, mình còn chia rẽ một gia đình. Thành ra do cái nghiệp đó đó, khi họ sanh ra họ sẽ phải là một người xa lìa cha mẹ, xa lìa những cái người thân, sống xa gia đình. Đó là một trong số những cái nghiệp của họ. Hoặc là do cái kiếp quá khứ họ làm não hại chúng sanh. Chẳng hạn như họ từng vứt bỏ con, họ từng bỏ con, hoặc họ từng bỏ rơi một cái đối tượng nào đó, ví dụ như một cái người thân hoặc là một cái con vật nuôi, họ đem họ bỏ rơi. Thì đời sau kiếp khác họ cũng sẽ bị bỏ rơi y chang như vậy. Ví dụ như có hai vợ chồng trong cái chuyến đi mà đi qua sa mạc ấy, thì đi đường mà vừa đói vừa khát vừa mệt, mà bà vợ bắt ôm theo đứa con,
ông chồng mới nói là bây giờ thân mình lo còn không xong nữa mà lo theo đứa con làm cái gì thôi, bây giờ bỏ nó lại đi, chết sống thì kệ nó. Bà vợ thì cũng thương chồng, cũng nghe chồng, rồi cũng bỏ đứa con lại, nhưng mà đi một đoạn thì không có đành lòng, thành nó quay lại ẵm đứa con đi tiếp. Mà đi một đoạn nữa ông chồng ổng lại giục, rồi thôi bỏ con lại đi, rồi mình đi tiếp chứ bây giờ ai biết sống chết làm sao mà cứ ôm theo đứa con. Bà vợ cũng nghe lời chồng, bà bỏ con lại rồi bỏ đi tiếp. Nhưng mà đi một đoạn thì lòng mẹ thương con mà không đành lòng, vẫn phải quay lại ôm. Thì 7 lần liên tục như vậy, tới lần thứ 7 khi mà quay lại đứa con chết. Và cuối cùng thì hai vợ chồng đến được cái một cái gia đình phú hộ, và gia đình này nhận nuôi, nhận hai vợ chồng này lại với cái tư cách là người làm, người ở đỡ. Cái chuyện xảy ra rất là dài, nhưng mà sau này đương nhiên là sau kiếp đó thì họ mỗi người tái sanh theo nghiệp riêng. Và cái kiếp cuối cùng thì cái người chồng mà năm xưa mà bỏ rơi đứa con 7 lần, khi mà sanh ra bị bà mẹ bà bỏ rơi, coi như là bà quăng vô trong cái sọt, bà thả trôi sông, trong một kiếp bị bỏ rơi tới 7 lần. Thì có người nhận về nuôi thì thấy đứa nhỏ dễ thương mà nhận về nuôi, nhưng mà nhận về nuôi thì bà vợ trong nhà đó, bà không thích thì bà lại tìm cách bà bỏ. Rồi bà cũng quăng sông, quăng suối, rồi quăng chỗ này quăng chỗ kia để mà bà tìm cách để bà bỏ. Thì bị như vậy liên tục hết 7 lần, tương ứng với cái nghiệp mà 7 lần bỏ rơi đứa con hồi xưa. Nhưng mà do là cái kiếp cuối chứng thánh ấy, cho nên không có chết. Nhưng mà đương nhiên là không phải bị mỗi kiếp này thôi, mà nhiều kiếp rồi. Những rất nhiều những kiếp mà vị này sanh ra là dính vào cái thân phận mà một cái đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, cha mẹ bỏ rơi mình nhiều lắm, là do kiếp quá khứ bà ổng đã từng bỏ rơi con ruột của mình. Rồi một cái nghiệp thứ hai đó là khi mà mình phạm cái giới tà dâm. Tại vì khi mình phạm giới tà dâm là mình đã chia rẽ hạnh phúc của một gia đình. Cho nên do cái nghiệp báo đó, đó mà đời sau kiếp khác mình cũng là một người sống xa gia đình, hoặc là bị con cháu chia, bị con cháu nó bỏ rơi, nó không chăm sóc, hoặc là bị cha mẹ bỏ rơi không chăm sóc. Do hai nghiệp chính: một là sát sanh hoặc là não hại chúng sanh, hai là do phạm cái giới tà dâm, do hai cái nghiệp chính đó. Rồi con thường hay theo dõi các trại trẻ, con thấy nhiều người mẹ nhiều lần sinh ra con và không nuôi dưỡng. Vậy người mẹ ấy có tội hay không? Vì con xét năm điều răn của Phật, tức là ngũ giới đó, không có giới nào nói về điều này cả. Thì quý vị biết rồi, năm giới nó chỉ đơn giản là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì cái việc mà mình bỏ rơi con ấy, nó không thuộc vào năm giới này. Nhưng mà không phạm năm giới không có nghĩa là mình không tạo nghiệp. Câu này sư nhắc đi nhắc lại không biết là bao nhiêu lần khi mà sư giảng dạy về giới. Có những trường hợp quý vị không phạm giới nhưng mà không có nghĩa quý vị không tạo nghiệp. Nhớ nha, mình không sát sanh nhưng mà mình làm hại chúng sanh khác, mình làm cho nó đau khổ thì mình vẫn tạo cái nghiệp tương ứng với cái chuyện mình làm cho nó đau khổ. Chẳng qua mình không phạm giới sát sanh mà thôi. Thành ra giữ được năm giới là cái chuyện tốt nhất. Nhưng mà mình còn phải tiến xa hơn nữa là tránh xa cái việc làm hại chúng sanh khác trực tiếp hay gián tiếp, dồn nhiều hay ít. Bởi vì bất kể những chuyện đó như thế nào đi nữa, nó vẫn sẽ tạo nghiệp. Như cái chuyện này mình bỏ con, bỏ rơi con, hồi nãy sư có kể chuyện rồi. Quý vị bỏ con thì đời sau kiếp khác mình sanh ra cũng bị cha mẹ bỏ lại. Nó như vậy. Rồi, coi như là trả lời xong cái phần câu hỏi. Là rằm tháng 4 này, là 15 tháng 4 sáng có cái lễ xuất gia gieo duyên. Hiện tại bây giờ thì chỉ có mỗi một người đăng ký. Một người đăng ký chùa vẫn cho vị đó xuất gia và sư vẫn hướng dẫn. Tuy nhiên thì nếu như mà quý vị có cơ hội đó, nên đăng ký xuất gia gieo duyên chung luôn. Tại vì cái khóa xuất gia gieo duyên thì nó chỉ có một tuần thôi. Và trong một tuần đó thì mình sẽ tăng cường cái việc thiền định, tăng cường cái việc hành thiền. Và mình sẽ tăng cường cái việc mà học đạo. Đó là một cái chuyện nó rất là khó. Nó giống như là một cái khóa mà tu thiền mà quý vị thường hay tham gia đó. Nó khác, chỉ khác ở chỗ là cái khóa tu thiền bình thường thì cái số lượng người nó đông.
Còn bây giờ thì mình giảm cái số người đó lại thì sẽ có cơ hội tập trung hơn vào cái đối tượng đó, có thể theo dõi cụ thể cái người đó họ tu tập như thế nào, có cái sự hướng dẫn riêng biệt nó tốt hơn. Chẳng qua là cái số lượng nó không có đông đảo cho nên là mình thấy nó hơi vắng vẻ. Mà cái đợt này thì chỉ có một chú xuất gia gia duyên thôi, mà sư thấy chỉ có một người mà tu á thì sư hơi lo. Hơi lo là tại vì ăn cơm có canh, tu hành có bạn, mà chỉ có một người không thôi mà không có bạn bè phụ trợ á thì khó, họ cũng khó để mà đẩy cái sự tinh tấn lên. Cho nên nếu như mà quý vị nào mà có phát tâm mà muốn xuất gia gia duyên á thì đăng ký ha. Còn cái thứ hai là chúng ta có cái đêm đầu đà, có nghĩa là hôm đó chúng ta sẽ thọ đầu đà một cái thức trọn một đêm, giữ cái oai nghi là không có nằm, có những cái tiết mục như là thuyết pháp rồi luận đạo, Phật tử thuyết trình, chư tăng đặt câu hỏi cho quý vị trả lời, thì có những cái tiết mục như vậy mình ráng tham gia để mà tạo thêm phước. Còn với những ai mà muốn thọ bát quan trai đó thì có thể đến vào buổi sáng, đến buổi sáng quý vị thọ giới, sau đó tu tập trọn một ngày ở chùa, tới tối thì thọ đầu đà, tới sáng ngày hôm sau luôn. Hồi xưa đó mình thường hay thọ, người ta thọ bát quan trai nó thường xuyên lắm, còn bây giờ Phật tử bây giờ mình rất hiếm cái người mà chịu thọ bát quan trai. Mà bát quan trai cái phước nó rất là lớn, một người mà thọ bát quan trai đó nhờ cái phước đó đó, một người nữ có thể là chánh hậu của vua trời Đế Thích suốt 36 kiếp. Mà sau đó thì sau khi mà xuống cái cõi người đó thì tiếp tục làm chánh hậu của Chuyên Luân Thánh Vương một kiếp, 35 kiếp còn lại thì làm hoàng hậu của mấy ông vua nhỏ. Ông vua nhỏ ở đây là cỡ như ông Càn Long đó, là ông vua nhỏ ha, chứ không phải là ông vua nhỏ coi như mấy vua cóc ké bình thường đâu đó. Rồi còn cái số kiếp mà mình làm đại gia này nọ thì nhiều không đếm hết, chỉ một ngày một đêm mà quý vị thọ bát quan trai thôi. Thì cái này là coi như là sư dụ dỗ quý vị, đối với những người mà tâm tham nhiều, cái tính tâm nó nhiều á thì ráng cầu cái phước đức bằng cách là mình thọ bát quan trai ha, tu tập. Thường thì ngày nào cũng được, nhưng mà do đêm đầu đà đó là nó cũng trùng hợp ngay ngày 15 tháng 4 luôn, thì ngay rằm đó, ngày Vesak nó hơi đặc biệt tí xíu. Còn đương nhiên là bát quan trai thì thọ ngày nào cũng được, chỉ cần mà một ngày mà quý vị muốn thọ bát quan trai, thí dụ như chủ nhật chẳng hạn, thì quý vị có thể đến chùa sư truyền khoảng 8 giờ đi, thì quý vị để sư thả đó 8 giờ đi. Nếu như mà chủ nhật bình thường ấy thì quý vị có thể gặp sư, là sư truyền giới và sư hướng dẫn quý vị tu tập trong suốt cái ngày hôm đó. Ừ. Rồi tới chiều như vậy nè thì có lớp rồi mình học đạo. Rồi nếu mà thọ bát quan trai thì tốt nhất là quý vị ở lại chùa tới sáng ngày hôm sau luôn. Còn nếu như mà mình bận cái việc gia đình vợ con mà không thu xếp được, Sáng hôm sau là mấy giờ đi làm cái gì đó? chỉ cần mà mặt trời mọc lên thôi, mặt trời sáng bảnh, mặt trời ví dụ như là sáng bây giờ là khoảng 5 giờ tới 5 rưỡi sáng là nó đã sáng ra rồi, là kết thúc một ngày. Ừ. Thực tế thì về nhà vẫn được, nhưng mà ở chùa vẫn tốt hơn, bởi vì á thọ bát quan trai không đơn giản chỉ là mình giữ giới, không đơn giản chỉ là giữ được 8 giới thì gọi là thọ bát quan trai, mà còn phải một việc nữa là phải tu tập. Tu tập như thế nào? Học pháp, hành thiền. Hành thiền ở đây là hành 6 cái đề mục tùy niệm, năm chỉ có 5 cái thôi: niệm Phật, pháp, tăng, niệm thí, niệm giới. Còn một cái đề mục nữa đó là vãi tâm từ. Quý vị chỉ làm được mỗi cái chuyện đó thôi, ngoài ra không làm bất kỳ cái chuyện gì khác, thậm chí ngay cả như cái chuyện mà quét sân hay là cái chuyện mà rửa chén, quét nhà hoặc những cái chuyện khác mình không có làm. Toàn bộ tập trung vô cái việc hành thiền hoặc là học đạo. Quý vị thử nghĩ coi nếu mà quý vị ở nhà làm được chuyện đó hay không, đó là một vấn đề. Cho nên ở chùa vẫn là tốt nhất. Và nếu như á mà mình tạo ra được một cái phong trào, một cái thói quen, và chẳng hạn như là tới chùa vào mỗi chủ nhật mà thọ bát quan trai á, thì nó là một cái tín hiệu tốt, một khởi đầu tốt. Ví dụ như ban mới đầu
như là cái lớp này nè, mới đầu có khi như là chỉ có 3 người, 4 người, 5 người thôi, nhưng mà từ từ phát triển lên. Thì cũng vậy, nếu mà quý vị thọ bát quan trai á, ban đầu có thể là chỉ có 1 người, 2 người, từ từ nó sẽ phát triển lên 5 người, 6 người, và sau này nó sẽ phát triển thành một cái đạo tràng. Mình tu, mọi người cùng tu, thì cái phước nó sẽ cộng dồn theo cái cấp số nhân, thành ra bán ha. Rồi bây giờ chúng ta chấp tay hồi hướng. A ca sát tha cha bhum ma tha di va na ga ma hi thi ca puññan tang anumoditva chiran rakkhantu sasanam. Akasattha ca bhummattha devanaga mahitika puññan tang anumoditva chiran rakkhantu desanam. Akasattha ca bhummattha devanaga mahitika puññan tang anumoditva chiran rakkhantu mam param. Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me nyatinam putu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyang asavakaya vaham hotu. Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.